Xin thề quả thực sự là gây đột biến không? Đầu tư sét động đất vào chỗ cùng khu nhà chị. Một mũi tên khổng lồ bế được luôn một loạt công trình. Oh, 1 phút và 2 giây. Và đây là trận đánh đầu tiên. Wow, Pato đã có một pha nổ mũi tên khổng lồ. Vâng, rút Rider nữa rồi. Quá ghê gớm. Và như vậy là khu vực nhà chính Đông Dược đã bung lên. Rễ cây dồn toàn bộ ở khu vực góc hướng 3 giờ. Trại lính có mặt ở góc 6, 9 giờ. Quản nhà cũng đã bật gồng luôn để cứu rút Rider trong tình huống này. Thành niên kinh. Úi trời trời. Siêu tăng trưởng cho cụm khu vực nhà chính. Nỗ lực đến từ Pato. Vẫn đang còn Super Baba Nguyên đang chạy vòng khu phía ngoài để cắt góc. Còn Thanh Niên Kinh 2 lần và đang sút tốt ở góc 9 giờ. Và sẽ chuẩn bị có một pha hóa Phượng Hoàng khi mà Thanh Niên Kinh hết máu. Rễ cây vẫn tiếp tục chạy vòng về góc 9 giờ. Super Minion ở trong đơn vị lính Hội Thành. Wow. Enico rất là ác chiến. Cùng khu vực nhà chính nó đã bung lên. Và bây giờ thêm một pha cuồng nổ nữa cho rồi. Champion tấn công thẳng trực diện vào ở phía trong đi ạ. Đây rồi, nhà chính bay màu luôn. Và sếp vẫn đang ôm đầu cái gì đây? Muốn một trận đấu nhanh hơn nữa phải không sếp ơi? Và đây là 1 phút 12 giây rồi cơ mà. Tốt, ok, chúc mừng sếp với trận thi đấu này nhá. Và đây là trận đánh rút Rider đến từ Dark Star. Bạn dồn cho Rikay ở cụm khu vực góc 4 giờ. Em Queen góc 3 giờ cùng với cả King Roy Champion ở góc 6 giờ phía dưới đi lên trận đánh này có mang khá nhiều Super Barbarian. Và đơn vị đó sẽ là mang tính chất vét xung quanh nó tốt hơn. Đẩy nhanh thời gian để lụm khu vực mẫu bay. Và rễ cây là chỉ có tấn công thẳng trực diện vào cụm khu vực nhà chính thôi. Siêu tăng trưởng nó có quanh nhà chính rồi. Chạy lính ở khu vực góc hướng 9 giờ. Thêm pha cuồng nộ nữa. Inferno Expo vẫn đang bắt tốt. Và như vậy là phá tường dành cho em Queen. Thêm cả siêu công thành binh cũng đã mở lối tốt ở cụm khu phía sau. Tesla đang lồi lên nữa rồi kìa. Thêm binh cuồng nộ. Kinh vẫn đang lụm tốt vào cụm khu vực nhà chính. Bình tĩnh nào. Em Queen vẫn đang còn mà. Queen vẫn đang được bơm tốt mà. Đúng rồi, Super Barbarian đã lụm được cái tháp độc cuồng nộ phía bên đây. Và cụm khu phía sau, PK vẫn đang còn. Royal Champion vẫn còn, Phượng Hoàng vẫn đang chiến đấu tốt. Và đội quân đã lủng được bờ tường rồi. Chạy thẳng vào cụm khu vực nhà chính. Wow, 1 phút 19 giây trong trận thi đấu này dành cho Dark Star. Và đây vẫn là một kết quả tốt. Một trận đánh rồng đến từ Leo. Và có mũi tên khổng lồ trong tình huống này và siêu tăng trưởng nữa. Bộ rồng được áp dụng khá lớn và em Queen đã ăn được hai cái air defense và cây thổi gió. Đỉnh. Trại lính có mặt ở khu vực góc hướng 9 giờ. Bầy rồng nó được dàn ra ở góc 8 giờ nữa rồi. Thanh niên King đang cố gắng hỗ trợ em Queen chạy về góc 3 giờ. Toàn bộ bầy rồng đang đi phía sau của cây thổi gió. Bật gông quản giáo lên rồi. Đang cắt góc khá là đẹp. Bật rồng thanh niên kinh nữa và đây có hai cái Inferno một tia. Rồng đang áp chặt vào đây rồi. Đúng rồi, siêu tăng trưởng cho cụm khu vực nhà chính. Bịt Inferno một tia và Inferno Air Defense lại. Rồng đang tấn công tốt. Có nhảy cho King Queen chạy sâu hơn nữa vào phía gần nhà chính hơn. Super Minion ở trong đơn vị lính hội thành đang hỗ trợ cho cánh rồng. Từ góc 9 giờ đi lên 12 giờ. Royal Champion đã tung hoành tan nát hết cả góc kia rồi. Tiếp tục đóng bằng Inferno một tia và tháp nhiều cung thủ. Rồi, nhà chính đã lòi ra đây và vẫn đang còn cuồng nộ và băng cho đội quân. Một mình chấp hết luôn. Bầy rồng lách được cái xoáy. Hawk phá xoáy ở cánh bên kia cho bầy rồng thăng tiến vào chỗ quản giáo nào. Một trận thi đấu rất nhanh và gọn gàng. Ở thời điểm khi mà rễ cây những cái mẫu bầy bị bắt nhiều thì phương án đánh rồng là một phương án hợp lý. Và đây là một trận thi đấu tốt đến từ Leo. Nhưng mà thời gian đánh nhiều hơn thì bạn vẫn đang không hề vui. 1 phút 16 giây cho hai lượt. Và đây là trận đánh rễ cây Valkyrie 17 Super Barbarian đến từ Mark. Bạn đã đầu tư Barbarian vào đây rồi. Queen có mặt và như vậy là Root Rider ở khu vực phía dưới góc 6 giờ đi lên. Ok.
Inferno một tia đang đốt thanh niên kinh kìa kìa. Đúng rồi, đầu tư ngay pha đóng băng lại. Hợp lý, hợp lý. Wow, kinh có cả sải luôn. Siêu tăng trưởng cho cụm khu vực nhà chính và đại bàng. Rồi champion đang tập trung ở góc hướng 12 giờ cùng với cả là trại lính. Ba phương bốn hướng tấn công hết vào đây. Anh em quay đi. Mừng bạn sử dụng Barbarian nữa để bắt vào Inferno ở góc hướng 12 giờ phía trên kia. Đúng rồi, rồi champion ở phía dưới phía sau này nữa này. Úp. Tàng hình đến mức khu vực nhà chính. Em Queen bế vào đại bàng, tốt. Vẫn đang còn một pha cuồng nộ nữa cho sếp. Tấn công vào đâu? Đây rồi, để bế công trình nó nhanh hơn, gọn gàng hơn nào. Một trận thi đấu tốc độ đi nào sếp. Và đây là bao nhiêu? À, cái hội thành nữa rồi. No. Bị vướng cái hội thành sao? Thời gian đánh của lượt đấu này nó sẽ tăng lên rồi. Không sao, không sao. Vẫn đang còn cơ hội phía sau. 1 phút 20 giây cho thời gian đánh hai lượt. Và đây tiếp tục là một trận đánh rồng đến từ Beno. 10 Super Barbarian vào một cái dạng bầy khá là khoài. Và mũi tên khổng lồ múc được vào lều thợ xây chiến đấu. Vâng, Edivan cũng bay rồi. Và bầy rồng nó đang tấn công tốt. Hai cái thủ gió bay luôn cơ ạ. Đỉnh thế nhở. Siêu tăng trưởng cho cụm khu vực nhà chính. Bầy rồng cứ vậy là bay thôi. Em Queen đi một hướng, trại lính đi một hướng. Có xoáy ở khu vực Inferno nhiều tia ngay máy bắn đá, nhưng mà đã được xử lý xong. Cuồng nộ cũng đang có nữa luôn. Bật nhảy và gồng kinh luôn để cho tiếp cận vào cỗ cụm khu vực nhà chính. Ở nhánh trung tâm thì đầu tư băng và cuồng nộ cho rồng xử lý gần hết rồi. Băng khu vực nhà chính và cứu luôn. Thanh niên kinh hai lần vẫn đang khỏe. Áp lực cực mạnh. Một trận đánh rồng càn lướt bay đứng hỏi luôn. Và các bạn có thể thấy là meta rồng cũng đang rất cứng ở nhà chính Thon 16 trong cuộc chiến đua tốc độ. Và bên nó úi dồi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Gì phấn khởi thế hả sếp? Ok. Sếp đánh nhanh nhưng mà đồng đội sếp ở phía sau nữa. Quá tốt nhở. Lượt đánh này là nhanh gọn nhẹ. Vẫn đang áp lực về thời gian dành cho VM. Wow, Shin The đánh giáp Rocket Balloon, mũi tên khổng lồ, hỏa cầu nữa. Trời ơi, trong một trận chung kết mà sẽ biểu diễn combo dị như thế này. Shin The quả thực sự là gây đột biến không? Đầu tư xét động đất vào chỗ cụm khu nhà chính. Một mũi tên khổng lồ bế được luôn một loạt công trình. Pháo này đá bay mau rồi. Bật gồng luôn cho khí cầu chiến Blip. Ô, hỏa cầu ngay cùng phía sau nữa để ăn cái air defense. Một rừng bom bẫy đã được phá đi. Và trong đơn vị lính là Zeti để lụm khu vực nhà chính rồi. Thanh niên cung vẫn đang gồng tốt và rải rất nhiều Rocky Balloon ở xung quanh vào bầy này. Edifan nằm gần hết rồi. Một trận đánh zone vẫn đang ác chiến tấn công. Bịt hết tất cả và công trình còn lại gì nữa đâu. Nhanh gọn nhẹ thật sự đến từ xin thẻ. Đầu tư tiếp ngoài đóng băng nữa để bịt Inferno một tia lại đây rồi. Rocky Balloon tiếp tục áp vào và công phá hết cái mẫu bay này. Và đây là một trận thi đấu tốc độ nữa rồi đến từ Shin The và mãi mang lại lợi thế về thời gian cũng như tâm lý thi đấu tốt hơn dành cho những người chơi còn lại của bên VM. Và đây là một trận đánh bao nhiêu? Một phút à? Ôi trời ơi, phía dưới kia một phút và hai giây. Vâng, rút ngắn thời gian cực mạnh dành cho VM sau pha đánh thứ ba của Shin The. Còn 1 phút 14 giây về thời gian. Và đây là một trận đánh rồng siêu tăng trưởng đến từ Loopy. Trại lính có mặt ở góc khu vực 9 giờ. Barbarian King Queen ở góc 6 giờ. Rồi, áp dụng bầy rồng căng phết nhỉ. Và đây có một tháp cuồng nộ và một tháp độc dược ở chỗ cụm khu vực nhà chính. Quản giá đã được bật gồng lên trong tình huống này. Bật gồng nốt thanh niên kinh rồi. Bầy rồng vẫn đang tấn công ác chiến. Và ở mẫu bầy này xin theo thủ bằng 3 Inferno nhiều tia. Kinh năng tiếp cận vào chỗ pháo này đá. Bầy rồng lệch sang hướng 9 giờ. Oh,
Để xem nào. Em Queen vẫn đang tấn công ở cụm khu phía sau. Nhưng mà cái chính là bạn đã đầu tư siêu tăng trưởng ở chỗ khu vực nhà chính. Và bầy rồng có thiên hướng chạy về góc 12 giờ. Ô, pha băng lỗi. Một pha băng lỗi đến từ Lupi. Bầy rồng chạy về bên này nhưng mà Inferno nhiều tia vẫn đang đốt rất đau. Tất cả anh em đang bao vây lại ở đây. Đóng băng cụm khu vực nhà chính và tháp cuồng nộ đã bay lên. Cây thổi gió đang khiến cho bầy rồng ốp vào khó khó chịu phết. Hở quả nhà chính rồi, hở sườn phết. Vừa nhà chính vừa Inferno nhiều tiền nó đốt. Và các bạn có thể thấy là bầy rồng đang vơi đi khá nhiều. Em Queen thì bay màu mất rồi. Rồi champion cũng đã hoàng. Oh no. Vâng, xin the đánh 3 sao và thủ nhà 1 sao trong tình huống này. Thì đây sẽ là một bất lợi cực mạnh đến với cả là SE. Thôi rồi, xin thề đúng là MVP trong tối ngày hôm nay khi công nhanh 1 phút 2 giây mà lại còn thủ 1 sao trước Lupi. Đỉnh rồi. Và đây là một pha phản công bằng rễ cây đến từ Ninin. Tâm lý thi đấu nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với đánh 1 sao vừa rồi của Lupi. Vâng, tất cả vẫn đang cố gắng. Em Queen ở khu vực phía góc 9 giờ, thanh niên kinh ở phía dưới 6 giờ đi lên. Rồi quản giáo rễ cây. Tất cả thẳng hướng vào 12 giờ đi. Kinh bật gồng luôn để cố gắng múc được em đại bảng. Mô pháp bật gồng tuyệt vời. Rễ cây đang ao à tấn công lên phía trên. Trại lính có mặt ở góc 3 giờ thêm phá tường nữa. Để cho đội quân chạy thẳng vào cụm khu vực phía trong. Siêu tăng trưởng cũng đã có. Inferno nhiều tia đốt à. Bạn vẫn đang còn rất nhiều spell trong tình huống này, nhảy vẫn chưa xài cơ mà. Rễ cây đang ốp vào gần hơn với cụm khu vực nhà chính. Rồi champion vẫn đang múc tốt. Rễ cây bế vào máy bắn đá. Đúng rồi. Rồi champion cũng cố gắng chạy lên nữa. Và đội quân gọng kìm đang ốp vào chỗ cụm khu vực nhà chính. Đầu tư ngay một pha đóng băng nữa. Em Queen đứng ngay cạnh khu vực nhà chính rồi. Và bây giờ thêm cuồng nộ cho rễ cây tấn công. Chỉ việc băng vào nhà chính thôi. Và như vậy bạn chấp luôn một bình nhảy không xài trong trận thi đấu này đến từ Ninin. Chúc mừng anh em VM với một trận thi đấu vượt khó tuyệt vời. Và đây là lượt đánh chốt bằng rồng đến từ Selinho. Có siêu tăng trưởng ở trong tình huống này. Đầu tư thanh niên kinh ở cụm khu phía dưới góc 6 giờ. Em Queen có mặt nữa. Đưa thăm dò blue úp thả đá trong tình huống này đến từ vị trí góc 10 giờ. Và bây rồng tập bộ trung toàn bộ ở vị trí hướng 9 giờ. Anh em tất cả xông lên. King vẫn Queen đang hỗ trợ góc 6 giờ phía dưới. Một pha bật gồng quản giáo cứu được luôn cái thả đá trong tình huống này và thêm ngay bình cuồng nộ để cho nó tiếp cận gần hơn, nhanh hơn nữa vào sâu phía trong chỗ hội thành và nhà chính. Cây thổi gió vẫn đang khiến cho đội quân khá là khó chịu và xếp sử dụng ngay một siêu tăng trưởng để làm chậm lại cái sự thổi gió và bầy rồng nó áp chặt hơn nữa vào gần khu vực nhà chính. Rồi champion tấn công từ hướng góc 12 giờ, Super Barbarian đang rải đều ở khu vực mẫu bay này. Thêm một bình cuồng nộ cho em Queen mạnh mẽ hơn nữa. Tấn công lên ở cụm khu phía trên. Rồi, vào đây, ăn được Inferno nhiều tia đến từ vị trí của Queen. Cụm khu vực nhà chính vẫn đang đốt ác. Đúng rồi, bịt cái pháo đầy đá lại. Bịt lại tiếp một pha thi đấu này nữa. Vì yên tâm, mặc dù bị trượt nhưng mà ôi, vẫn trượt hai cái băng luôn. Mà thôi không sao cả. Đằng nào thì đây vẫn là một trận thi đấu 3 sao nhưng nó không nhanh. Bạn rất buồn. Bởi vì thua 2 sao cơ mà. Luxy có một pha đánh chốt với Queen Charge rút Rider vào nhà của Beno. Vâng, phía dưới ở góc 6 giờ đang có sương. Em Queen đi ở góc 9 giờ. Rồi, 5 Missler cơ mà. Pha này cứ đánh chắc thôi chứ có gì đâu mà phải xoắn. Áp lực tranh 2 sao là quá đơn giản. Cứ nhà chính mà tưởng 2 sao thôi. Chiến thuật cả. Tội gì mà cứ phải thử thách mình làm gì. Việc gì dễ mình làm trước. Rồi phá tường. Em Queen áp vào đây. Thêm balloon để thăm dò xem có bom bẫy gì hay không. À chỉ mô tả nhiều nóng với chúng tôi này. Đứng im bạn ơi. Ấy rồi. Tiếp tục nào. Em Queen được bơm bình cuồng nộ. Xử lý xong X-Bow mặt đất. Múc thêm được trụ quỷ giạt nữa rồi. Đóng băng cụm khu vực nhà chính với cả là tháp tàng hình. Ăn chắc cái nhà chính cái đã.
King ở khu vực góc hướng 3 giờ, Root Rider từ góc 12 giờ cùng với cả quản giáo nữa. Và như vậy là đội rễ cây nó sẽ dàn vào múc hết 3 cái Inferno ở cụm khu phía trong. King phía ngoài bế được đại bàng đi là tốt rồi. Hay, tư duy chiến thuật là rất hay. Này thì Headhunter chạy ra ở trong đơn vị lính hội thành, đã xử lý được thanh niên King rồng. Không sao, quản giáo phía bên kia có gồng rồi. Và đội quân rễ cây tiếp tục quay xe vào. Em Queen bế được Queen đội bạn và có một Headhunter chạy vào hỗ trợ. Phía xung quanh còn lại 3 giờ thì Valkyrie vẫn đang múa tốt. Đúng rồi, làm cái Air Defense. Ái xài thổi gió bay hết này. Headhunter bế được thanh niên King này. Rồi Champion. Ui giời, pháo này đá thì được đưa xương ra để nhiễu này. Còn tàng hình của cáo nữa cơ mà. Super Minion. Bạn có chấp spell không khi mà vẫn đang còn đồ chơi ở đây? Đúng rồi, chấp bằng với cả là tàng hình đến từ Flaxi. Vâng, bạn đang cười rất tươi ạ. Vâng, uy tín thế nhờ. Em Queen chưa gồng và còn băng con tàng hình. Xin chúc mừng tấm vé vàng thứ 2 Clash of Clans năm 2024 dành cho VM. Tuyệt vời quá. Ôi giời ơi. Vâng, sếp đang chill. Và em thì cũng đang rất vui. Tuyệt vời. Một chiến thắng xứng đáng trong màu áo của VM trong trận thi đấu này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video và livestream sắp tới trên kênh Akari Gaming. Anh em thấy hay cho một lượt like, share, đăng ký kênh, ủng hộ mình các sếp nhá. Sếp đang tự múc gói được rồi, anh em nhớ nhập mã Akari trước khi múc gói. Cảm ơn các bạn rất nhiều.